Hello mọi người, hiện giờ mình đang ở cái chỗ núi Bà Đen và mua vé để mình đi cáp treo lên núi. Hôm nay là lần đầu tiên mình đi núi Bà Đen. Đây đi thì chúng ta không có để khu di tích lịch sử văn hóa và người ta núi Bà Đen. Rồi đây là cái bé mình đang cầm tay nè. Rồi đây là rất là đông hàng nè, những cái người mà họ người đi du lịch ở đây toàn là người Trung Quốc. Sắp ra. Đa số người du lịch đây là toàn là người Trung Quốc. Đó, nói như vậy để hiểu rằng đây nó có cây hay quá. Cây gì cũng đây rất là đẹp. Lần đầu tiên mình đi vào đây để coi lên núi Bà Đen với lại mình đi cáp treo. Đó. Ở đây là lũ lượt khách đi toàn đi du lịch của người Trung Quốc không. Đúng ra là đáng lẽ là đi Phan Thiết ngày hôm qua nhưng mà bị mưa lớn quá cũng quỷ rồi đi núi Bà Đen cho nó gần chút, nếu có cái gì không chắc là đem mình đi Quỳnh Cao, đi Phan Thiết, đi đảo Phú Quý. Vô đây hả? Lần đầu tiên mình đi người ta mình cũng không có biết, nhưng mà
Máy nha, khá là hiện đại. Mọi người nghe rõ thì có ai nghe thấy rõ ràng không? Nói cho tôi biết đây. Đây là lối vào ra cấp đèo dưới núi đây. Không, một cái bính thôi. Cho đây đi. Ok. Ở đây là mọi người nghe mình nói rõ không? Cho một cái tín hiệu để cho biết thôi mọi người. Không biết là có nghe tiếng không? Thì mình đi cắt đèo bắt đầu từ đây. Cái bà này hư mà nó đi rồi. Nhưng mà cái này thì chưa tin bà đen chưa đi mà chưa biết nước bà đen là cái gì. Mình đi cho biết. Báo cáo vậy đó. Toàn là một màu xanh rì cũng rất là khá là hay. Các bạn thấy cái cột này nó hơi như thế nào? Không được, nó bị nè bà. Phải nè. Một bên nữa. Cái này nó không có dài bằng cái bà Đà Hiêu ha. Dài đây nè, cái này là lên trên, cái phía kia đi xuống kìa. Phía kia đi xuống, em phía kia đi xuống kìa. Đó. Rồi, phía này đi lên. Ở dưới đây khen phải công nhận tạo quá. Ở đây nó có những cái hòn đá nó bò trải qua bao nhiêu thiên nguyên kỷ thì hình dáng của nó rất là ngộ nghĩnh, tròn tròn vuông vuông rồi rất là hay, nó rải rác trên ngọn núi quá trời luôn. Đúng rồi, thấy chưa?
rất là đẹp. Đây ở trên này xa xa mình được nghĩ là cái với lại cái những đồng đồng bằng thì mình thấy ruộng lúa ở dưới này có ruộng đồng đồng ruộng rất là hay. Đi đông đi chứ nó khác vậy nhưng mà người lên người xuống không? Đông lắm. Trên này thì có suối mà suối chứ không cả. Trên này có suối gì nữa? Trên này là suối thôi. Là cái nước có một nguồn nước chảy xuống. Nếu mà đi bộ đi mấy ngày mới lên. Chưa bao giờ biết, chưa bao giờ đi lên trên đây, trên đây không biết có cái gì, có cái chùa thì biết ra chỗ chùa rồi, nhưng mà ở trên này để mình tham quan chút xíu đi rồi. Nhìn xuống cái gì đó. Ok. Cái gì? Có chùa Bà Đen, có chùa. Cái gì chú Tuấn mới nói đó. Ừ. Là lần đầu tiên mình đi về đứng ở chùa Bà Đen để khám phá cái vẻ đẹp của chùa Bà Đen mà được xếp hạng vào cái danh cho những gì ấy. Một cái gì đó? Thánh địa đó. Thì đương nhiên là được vào một cái top của danh nhân thắng cảnh của Việt Nam mình á. Lên ở đây thấy cái lỗ tai mình ù ù rồi đó, có nghĩa bị áp suất không khí. Nó giống máy bay vậy anh ha? Ừ. Giống lên máy bay vậy thôi. Giống mình ở trên máy bay vậy thôi. Tại vì cái kia đi cái đường dây đó nó đi bỏ khác. Bây giờ mình đi combo là ba con đường rồi đó. Đi vậy đi. Hả? Ừ. Một combo của nó. Mình đi 500 mấy. 550.000 á là mình mua. 550.000 là mua một cái vé combo. Bây giờ là đi. Bây giờ mới thấy đi 3 tuyến. Đây. Đây có cái hình thật của. Tuyến của mình là tuyến cao nhất, rồi bắt đầu mình xuống tuyến thứ hai, thứ ba gì đó. Có cái hình phụ tượng Phật gì đây? Phật Như Lai không phải? Phật thì Phật Bà hả? Phật Bà đó. Phật Bà. Không biết, tới tới đi gần coi, biết được lớn lắm. Cái tượng rất là lớn. Đây là nó thấy chưa mọi người? Cao này mới bằng 1/3 chứa được 1/3 của núi Bà Nào, Bà Nà Hiếu. Bà Nà Hiếu. Bà Nà Hiếu 3.300 cái này có tám chưa? Có 800 mét à? Ừ, bằng 1/3. Bà Nà Hiếu chọc trời luôn ha. Cao chọc trời. Độ cao nó chậm lại sao đó? Không biết, à, tới đây nó chậm lại. Đúng rồi, tới đây nó chậm lại. Cầm cuốn sách kìa. Lấy anh cuốn coi thử. Giới thiệu cho nó. Thank you.
xưa mà chưa có cáp treo là phải đi đường leo núi, trời ơi nha, thì nổi ra. Chắc là nó cũng có một đường đi bộ. Có chứ, ngày xưa đúng phải leo núi theo được, cáp treo nữa được. Bao nhiêu năm lại đây thôi, còn ngày trước đó. Mà cái chùa này nó có hàng trăm năm rồi mà. Mà anh đâu biết đâu. Hàng trăm năm. Ngày xưa người ta phải leo núi leo bộ không? Này là thuộc nhìn Đông Nam Bộ ha. Lần đầu tiên mình đi, mình mới biết đi. Mặc dù nó rất là gần Sài Gòn, nếu mà xa thì nó gần hơn Phan Thiết, gần hơn tất cả mọi cái mà mình lần đầu tiên mình mới đi. Thứ nhất là đây là một, là thứ hai nữa đúng Châu Đốc là hai nè. Rồi ở Tây Ninh nó có một cái chùa phải gì là có. Ông Châu Đốc là nó vậy Tây. Thánh Thánh là tòa Thánh Tây Ninh cũng chưa đi. À đấy, đấy chỉ là chú Thánh thôi, tòa Thánh đó. Ờ, đó Thánh đây mình cũng đi luôn, mình biết. Em đã tòa Thánh mà quên. Ờ đó. Đi nữa về là ghé của tòa Thánh. Rồi, tới cái trạm dừng chân xuống nè. Rồi. Bà thở gì đâu? Rồi rồi. Ở đây mà mát quá. Nhắc lại lần nữa mọi người có nghe rõ không mọi người? Để tôi nói wow, đẹp, ở trong này đẹp quá mọi người, có vườn bông ư, wow. Đẹp quá. Ờ, ở đây nó có cái vườn hoa và những cái thiết kế của cái vườn núi này rất là đẹp. Đây mọi người coi, trời ơi chụp hình hả, quá tuyệt quá đất luôn kìa. Ui wow đẹp. Ở đây là bức tượng Phật rất cao, nó thấy chưa? Còn bộ Phật ở này nó có những cái không gian rất là hay. Tượng Phật ở đây rất là nhiều, tôi kêu có đền gì không biết nhưng mà thiên hạ đi rất là nhiều. Đó, xung quanh đây là thực sự là mình cũng gây ấn tượng là trên những lưới họ xây dựng cái một cái ngôi đền rất là tuyệt vời mà không mà lên tới đây thấy nó mát, gió nó mát rồi, nó không còn là không còn nóng nực giống như dưới nữa. Ồ đẹp lắm, đẹp cực kỳ luôn. Đây à, cô Ngọc ô đi tới đây nè. Ồ cực kỳ đẹp, họ xây dựng tôi rất là công phu, rất là đẹp. Ở đây nó có căn tin bán đồ ăn dễ biết dễ khác rồi mọi người, đây người ta tham quan tới đây mà đa số những người này toàn người Trung Quốc, có sư ông sư phụ gì đó. Ồ đẹp lắm. Xin lỗi nha, tại vì đưa cái khuôn ra thực tế là không thấy được. Đây, tất cả mọi người lên đây selfie nè. Đó. Rồi, ok. Ở đây đa số là họ lên đây người du lịch tâm linh. Mà họ lựa chọn lên đây, họ để selfie, họ chụp hình. Thậm chí tôi nghĩ chắc là nó cuối được rồi, chắc là lên đây họ cũng tạo dáng chụp hình đây nè, đây. Rất là cái hoa đẹp cực kỳ, đó hoa kiện phù quá này.
hoa cực kỳ đẹp, thấy chưa? Hoa, hoa hồng tí teo nè. Hoa hồng chưa? Đẹp chưa? Đây, hoa hồng vàng bốn loại, hoa hồng nhung tùm lum hết, rất là đẹp. Okay. Quá trời là cảnh đẹp đó. Tất cả mọi người lên đây đều có tính cách là selfie. Ở đây tuyệt vời, là ở trên đỉnh núi mình dòm xuống đồng bằng này, mình thấy không? Đó, cực kỳ ha. Ở đây có những cái nhà máy ở xe gió ở Hòa Lan, ở Đại Thái. Đẹp dữ ta. Đẹp, cười luôn. Quá trời đẹp luôn. Đó, bởi giờ mình cứ nói từ xưa giờ mình nghe nói núi Bà Đen mà mình không hề biết nghĩ như thế nào trên đó nó có cái gì. Thì bữa nay mình là như là nhà tập phòng sở thị để mà Linh lên đây tham quan cho biết. Rồi đi hết cái này là chắc mệt đó. Đi hết ngọn núi này là mệt, mình xỉu luôn á. Quá trời đẹp luôn, bông họ chăm chút bông đây đẹp lắm, cực kỳ luôn. Đủ mọi đủ loại hoa, đủ loại hoa, cực kỳ. Wow, đi lạng quạng lên núi bay lên xuống nhấp té cái tà luôn. Đây nó có loại, nó có một cái gì đây, đem trúc rồi lên đây trồng luôn đó. Lên đỉnh luôn, ra lên núi có cái đường núi nữa kìa, lên cao chót vót nữa kìa. Rất là đẹp, rất là đẹp. Cực kỳ. Trời ơi, cái này nè, đường cao nữa kìa. Cực kỳ đẹp luôn. Quá trời đẹp luôn. Thấy chưa? Thấy làm những cái tượng Phật rất là dễ thương, rất là đẹp, thấy không? Ok, rồi đi xuống nè. Rồi đây xuống té chắc nè. Ở đây thì cái chỗ buôn bán thức ăn nhẹ hoặc là nước uống cho mọi người. Thực sự mình cũng khá là nơi này là nơi thờ tự và Liên Thiên, còn gọi là cái gì đó là đây cái này rất là sạch sẽ. Lên kia một bạn ba bốn anh đứng đó nhiều lắm, nhưng mà bây giờ quay cái sơ còn để chụp hình mai mốt về chứ có hình chứ. Ok. Ngoài. Mày chụp hình cho bà ngoại đi. Rồi, nó có chụp mấy tấm luôn đi. Chụp nhiều đi. Thì bữa vậy.
Trời ơi, dì Tú kìa, mạo dáng. Dì Tú à, chào mọi người, dì Tú. Chào mọi người. Ok, ở đây đây thì bán thức ăn. Thôi, được rồi. Mình tạm dừng cái video ở đây đi ha mọi người ha. Hello, mình tạm dừng cái video ở đây đi ha. À, còn cao lắm nhưng mà cái gì mình không dám đi. Đi trở hội không té, không ai đỡ. Ok, tạm biệt mọi người nha. Có chừng quay mình live tiếp. Ok.